Hello, chào các lông thủ nhá. Mọi người thường hỏi là làm sao để đập cầu thật khỏe, thật nổ. Thì để mà đập cầu khỏe, cầu nổ nó có rất nhiều các cái yếu tố, nhưng hai yếu tố chính đó là kỹ thuật và lực của tay anh em nhá. Thì kỹ thuật thì chúng ta phải tự trang bị cho mình kiến thức, đi học cơ bản hoặc là chúng ta tự học qua sách báo hoặc là mạng xã hội các thứ. Nhưng mà hôm nay mình chia sẻ một cái cách tập bổ trợ để làm sao cổ tay chúng ta nó khỏe nhất, khỏe nhá anh em nhá. Thì trước mặt anh em đây là ba cái dụng cụ cơ bản để có thể bổ trợ cho lực cổ tay chúng ta tốt hơn. Thì ba cái dụng cụ này dễ kiếm lắm. Đây là quả tập bóng tập cổ tay nhá. Quả này thì là nó cho chúng ta cái cổ tay lực và khỏe, nó với cái cấu trúc đó là con quay hồi chuyển đấy anh em, để chúng ta có thể lắc xoay theo. Thì cái cấu tạo của nó rất là đơn giản anh em. Đây, cái quả này thì nó có vòng ngoài vòng trong, chúng ta nắm vòng ngoài vòng trong chuyển động anh em nhé. Thì nó có vòng mũi tên thì chúng ta lên cót cho nó, chúng ta có thể lên khoảng chục lần miết đấy. Khi nó chặt tay rồi, nó nặng rồi thì một tay chúng ta giữ lòng trong và một tay chúng ta cầm chắc vòng ngoài đó, và chúng ta thả ra và chúng ta lắc theo anh em nhé. Đó, chúng ta lắc theo cái đà tay của chúng ta. Vậy thì nó quay rất là nặng, có nghĩa là cái lực vặn của nó ấy. Để chúng ta thắng được cái lực vặn của nó thì chúng ta cũng đều phải gồng cổ tay rất là khỏe anh em nhé. Đó, chúng ta phải gồng cổ tay rất là khỏe và chúng ta lắc càng mạnh ấy, thì cái lực của nó vặn ngược lại cái cổ tay của chúng ta càng nhiều. Thế và chúng ta cứ tập từ từ, từ nhẹ đến mạnh. Đó, cái đà văng của nó mạnh khủng khiếp luôn anh em ạ. Nó không hề đơn giản như cái chúng ta đã nhìn thấy đâu. Cái đèn ở trong này nó đỏ thì là nó tốc độ chậm, còn khi mà nó mạnh lên rồi thì cái đèn nó chuyển thành màu xanh lét luôn và sáng. Đó là trong nó có cái bánh như kiểu là trục từ nam châm nó quay ấy, nó tạo ra cái đèn ở trong rất là hay. Đó, và phải nói là khi chúng ta quay cái này, cái lực của tay chúng ta nó lên kinh khủng khiếp luôn anh em ạ. Đó, cái này là chúng ta cần phải trang bị nhá. Thì để mà mua thì mình cũng để cái link tham khảo ở Shopee ở bên dưới, thì chúng ta có thể tham khảo. Đây anh em ơi, đấy khi mà quay xong bắt buộc cái cơ gân ở cổ tay chúng ta đều phải lên gồng, chứ nếu cầm lỏng ra là nó vặn cho chúng ta là sái cái cổ tay luôn anh em. Nếu mà đang ở tốc độ độ mạnh mà chúng ta cầm lỏng cổ tay là nó rất mạnh luôn nha anh em nhá. Đó. Này, khi chúng ta có thấy nó chuyển động này. Đấy, mình phải giữ cả hai tay mà nó vẫn còn lắc. Đó. Thì đây là quả bóng tập cổ tay nhá anh em nhá. Khi mà mình quay được một lúc mà cái cổ tay mình nó còn mỏi rời ra luôn đấy anh em. Thì cái này nó vừa làm cho cái cổ tay chúng ta khỏe hơn này, vừa làm cho cái cổ tay chúng ta dẻo hơn. Đó. Còn nếu mà tay anh em nào dẻo rồi mà không thích tập cái này nữa thì anh em có thể chuyển qua cái kìm tập cổ tay như thế này anh em. Đó, kìm tập cổ tay thế này. Thì mình đây là cái này thì khá rẻ ạ. Cái quả bóng này thì mình mua trên Shopee, link mình để bên dưới là hơn 100.000 thôi, khoảng 170 là hàng của Xiaomi, Junmai. Đó, còn nhiều hãng lắm anh em ạ. Kawasaki các thứ rất nhiều luôn, cũng chỉ quanh khoảng 150 hoặc 140 thôi. Có nhiều hàng còn rẻ hơn đấy anh em. Thì cái kìm này nó cũng cho chúng ta cái độ bẻ rất tốt, nhưng mà cái này thì nó chỉ có một mức thôi. Đó anh em, giống như của cái tập ấy thì chúng ta có thể bẻ. Đó, chúng ta lót vào tay chúng ta, cái này kéo lui xuống anh em. Đó. Đây chúng ta luồn thế này để chúng ta tập cổ tay. Cái này nó tì vào tay chúng ta thì nó không đau, còn cái này chúng ta nắm. Nhiều người không thích thì có thể lấy cái cuốn cán vật cầu lông ấy, chúng ta cuốn vào. Đây như thế này. Đó, chúng ta tập. Đã có thể tập như thế này này anh em. Đó, rất khỏe luôn. Nhưng mà chúng ta giữ vào như thế này thì cái lực của tay này các anh em này cứng như đá luôn. Đó. Thì khi chúng ta cầm vợt, chúng ta đập, chúng ta phải phát được lực tối ưu nhất. Khi chúng ta chỉ cần chăm tập thế này vài bữa thôi ấy, là cái ra sân cái quả cầu chúng ta khác hoàn toàn luôn. Đó, nhiều bạn tay yếu nhưng cứ thích căng 11,5 cân, 12 cân, trong khi đó tập bổ trợ các bạn không chịu tập. Đó, thế là chúng ta không thể thắng được cái lực kháng của mặt vợt và thân vợt, và chúng ta dẫn đến đau tay là chuyện bình thường. Đó, chúng ta không cái gì chúng ta không thể tập được đấy. Như anh Tiến Minh hoặc Thùy Linh với mọi vận động viên chuyên nghiệp với mọi người tập một ngày 10 mấy tiếng cơ mà, thì chúng ta cũng phải tập chứ, đúng không? Đấy. tập phải bổ trợ như thế này nhiều. Cái này thì còn cho các bạn chơi cầu lông và chơi tennis và bóng chuyền nữa. Đó, bóng bàn cũng có thể sử dụng. Cái này tập nhiều rất mỏi luôn, nhưng mà bù lại nó mang cho chúng ta một cái lực cổ tay rất tốt anh em ạ. Đây các bạn nhìn thấy không này. Đấy, uốn cong được cái lò xo và cổ tay các bạn nó phải như thế nào. Các bạn nhìn cái gân này cứng như đá luôn. Đó, cái bắp tay cũng vậy, nó lên cơ cứng như đá luôn. Rất là mỏi tay luôn anh em ạ, chứ không phải đơn giản đâu. Và nếu anh em thích cái tập cổ tay ấy, thì mình còn thích tập kiểu ve như này này. Đấy, bẻ ngược lại. Đấy, để tập ve. Nhưng cái này thì nó vào mu bàn tay của mình nó hơi đau, thì chúng ta phải quấn cái ấy vào đây, quấn cái vải mềm vào đây, hoặc là cái quấn cán vào đây để chúng ta tập kiểu là bẻ ve, cổ tay ngửa ra này tốt. Đó, ta tập như vậy. Đó, thì cái này cũng chỉ có khoảng 6-7 chục gì đó, thì chúng ta có thể là mua ở trên mạng anh em nhé. Thì cái link mình cũng để ở bên dưới, thì chúng ta có thể tham khảo anh em ạ. Nhưng chúng ta phải nhớ phải tập thì chúng ta mới khỏe được. Còn một cái nữa đó là vợt squat, thì cái vợt squat này bên hãng Apac ấy, nó cũng bán rất nhiều anh em. Cái vợt Apac nó bán rất nhiều nhưng mà nó đắt. Nó tận 800 lận. Thì cái này nó ở bên Apac nó sẽ có hai trọng lượng, một trọng lượng có nhiều trọng lượng lắm, nhưng mình nhớ là có một loại 120 và 150 và 180, ba loại. Thì anh em tùy nhá, tùy cái sức của anh em như thế nào chúng ta chọn. Còn bản thân mình ấy thì mình khuyên anh em nên chọn từ cái khoảng 120 đến 150 thôi. Còn có lẽ một cái 180 là nó dành cho anh em tay trâu và tay chuyên nghiệp rồi. Thì cái vợt này chúng ta nặng, khi nó nặng chúng ta vung nhiều động tác ấy thì chúng ta nó mới làm cho chúng ta bổ trợ cho cái bả vai, lấy lực từ vai, từ cổ tay cho đến cánh tay, cho đến cổ tay tốt nhất có thể anh em nhé. Thì đây, như cái này là mình lấy một cái vật cũ, chúng ta có thể tận dụng cái vật hàn hoặc vật fake, cái gì cũng được, và chúng ta cuốn dây thép hoặc băng dính điện nhiều vào, hoặc là dây điện vào, cuốn vào như thế này để làm sao để cho nó tăng cái trọng lượng lên. Thì chúng ta đặt trên cân nó rơi vào khoảng 100 đến 120 hoặc 150 là hợp lý. Nhưng của mình đang căng đây là 130, mình thấy rất vừa tay của mình anh em ạ. Thì chúng ta cũng làm, thì đây mình sẽ hướng dẫn, còn chúng ta sẽ tập như thế nào thì ở mỗi người và cái cường độ của mỗi người phải tập nhẹ nhàng, từ nhẹ nhàng cho đến mạnh nhé anh em nhé, để tránh bị chấn thương nhé, không đáng có anh em ạ. Và mình sẽ hướng dẫn nhanh, cái này thì làm rất dễ anh em.